Nhận lời mời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lasso Hernández đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba tới thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tháng 9 năm 1973, tháng 9 năm 2023. Bày tỏ vui mừng chào đón đồng chí Esteban Lasso Hernández trở lại thăm Việt Nam và tham dự sự kiện kỷ niệm 50 năm chuyến thăm đầu tiên của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí Cuba xúc động ôn lại dấu mốc lịch sử của quan hệ Việt Nam-Cuba. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa của Cuba trong cuộc đấu tranh giành độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất đất nước, cũng như những tình cảm đặc biệt của lãnh tụ Cuba Fidel Castro dành cho Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lasso Hernández vui mừng được chứng kiến những thành tựu phát triển của Việt Nam và đổi thay nhanh chóng kể từ chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch vào năm 2017. Chủ tịch Esteban Lasso Hernández khẳng định Cuba luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về tình cảm đoàn kết, ủng hộ chân thành, hỗ trợ vô tư, trong sáng đối với sự nghiệp cách mạng Cuba trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước từ trước tới nay, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện nay, qua những lần thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất. Chiều 24 tháng 9 giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm trụ sở và gặp gỡ cán bộ, nhân viên, Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Brazil. Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng biểu dương tinh thần làm việc của các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán vì người ít, việc nhiều, địa bàn rộng, đòi hỏi cao, nhưng mọi người vẫn cố hoàn thành tốt nhiệm vụ, thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp. Nhấn mạnh Brazil là cường quốc trong khu vực Mỹ Latin, Thủ tướng khẳng định không gian phát triển cho hai nước còn rất lớn, việc thúc đẩy các hiệp định nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai các công việc hợp tác. Thủ tướng đề nghị các cán bộ, nhân viên đại sứ quán tập trung nhiệm vụ thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao và giao lưu nhân dân, phối hợp với các diễn đàn đa phương để ủng hộ, hỗ trợ nhau, đặc biệt ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Đại sứ Việt Nam tại Brazil Phạm Thị Kim Hoa tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và thay mặt cán bộ, nhân viên đại sứ quán hứa sẽ nỗ lực để thúc đẩy mối quan hệ hai nước, thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, đạt 15 đến 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Sáng nay 25 tháng 9 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, lớp thứ 3. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Lớp bồi dưỡng có 42 học viên là các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng đến từ các bộ ngành địa phương, các ban của Đảng, ủy ban của Quốc hội. Phát biểu tại lễ khai giảng, đề cập đến những thuận lợi, thời cơ cũng như những khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho biết, Đảng đặt yêu cầu rất cao đối với công tác cán bộ trong tình hình mới, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, trong đó có vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức, nâng cao năng lực. Ban Bí thư cũng yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn, gắn với xây dựng tư duy tầm nhìn chiến lược. Do vậy, nội dung của lớp học được xây dựng gồm 9 chuyên đề, bao quát khá toàn diện về các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội 13, các chỉ tiêu phát triển đất nước đến năm 2030-2045. Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu mỗi một ủy viên Trung ương Đảng cần phải tập trung cao độ, tận dụng tốt thời gian của lớp học, tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, không dao động, không lùi bước trước khó khăn thử thách, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNITFA, khu vực ABA và phái bộ UNIT Nam Sudan. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chủ trì buổi lễ. Các đồng chí đi thực hiện nhiệm vụ đợt này
bao gồm Trung tá Nguyễn Mỹ Hạnh, đảm nhiệm vị trí sĩ quan huấn luyện cao cấp tại phái bộ UNITFA, khu vực ABA, Thiếu tá Hoàng Văn Kiên, đảm nhiệm quan sát viên quân sự, phái bộ UNMIS, Nam Sudan, Đại úy Phạm Thị Mai Ngàn, đảm nhiệm sĩ quan quân lương tại phái bộ UNITFA, khu vực ABA. Để làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng thay thế các đồng chí thực hiện nhiệm vụ, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chủ động tuyển chọn cán bộ, đảm bảo đáp ứng về năng lực, trình độ quân sự, kiến thức gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trình độ ngoại ngữ và có sức khỏe tốt. Đồng thời, tổ chức các khóa huấn luyện theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc. Tùy vào từng vị trí triển khai, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam đã cử các cá nhân tham gia các khóa huấn luyện tại nước ngoài nhằm nâng cao trình độ về lĩnh vực mà từng đồng chí đảm nhiệm tại các phái bộ. Tôi cũng đã có những trao đổi đối với cả người tiền nhiệm của tôi tại phái bộ này để có thể có những chuẩn bị những kiến thức, hay là cũng có những trao đổi về các mối quan hệ để sau khi tôi sang tiếp quản nhiệm vụ của người tiền nhiệm trước đây của tôi có thể đạt được kết quả tốt nhất. Đó là có những kết hợp trong công tác, vì đây là một công tác mà thực hiện với bạn bè quốc tế và những người thực hiện nhiệm vụ ở trong phái bộ là đến từ rất nhiều các cái chuyên ngành và đến từ rất nhiều bộ phận. Phát biểu giao nhiệm vụ cho các sĩ quan chuẩn bị đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các sĩ quan tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quân đội, quy định của Liên Hợp Quốc, pháp luật nước sở tại, tiếp tục phát huy truyền thống của quân đội, lực lượng mũ nổi xanh Việt Nam, thể hiện bản lĩnh, năng lực, làm lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Khi hoạt động trong môi trường đa quốc gia, cần nhanh chóng hòa nhập, có hành vi ứng xử văn minh, chuẩn mực và chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy được năng lực của cán bộ sĩ quan Việt Nam trong khả năng làm chủ ngôn ngữ, công tác tổ chức, xử lý tình huống, tính chuyên nghiệp cao trong công việc. Đối với Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu cục cần tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí đi làm nhiệm vụ đợt này hoàn thành tốt các công việc chuẩn bị còn lại trước khi lên đường. Trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường công tác tuyển chọn nhân sự, chuẩn bị lực lượng thay thế kế cận cho những năm tiếp theo, đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ để lựa chọn những cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chuyển sang các thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Theo số liệu từ Viện Fraser của Canada mới công bố, Việt Nam vừa tăng 4 bậc về tự do kinh tế so với năm 2022, vươn lên đứng thứ 106 trên 165 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là mức tăng tương đối cao so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Điều này phản ánh nỗ lực của chính phủ trong tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển kinh tế thị trường đầy đủ, hội nhập quốc tế. Đây có thể là bằng chứng tốt để khẳng định nền kinh tế Việt Nam đã vận hành về cơ bản theo cơ chế thị trường. So với năm trước, nước ta ghi nhận tăng điểm ở 4 trong 5 chỉ số thành phần chính. Trong đó, hệ thống pháp luật và quyền tài sản tăng lên 5,15 điểm, đồng tiền tốt tăng lên 7,02 điểm, tự do thương mại quốc tế lên 6,52 điểm, quy định về tín dụng, lao động và kinh doanh lên 6,1 điểm. Với sản lượng lúa dự kiến cả năm đạt trên 43 triệu tấn, ngoài đảm bảo an ninh lương thực trong nước, chế biến, làm giống, chăn nuôi, Việt Nam có thể xuất khẩu trên 7,5 triệu tấn gạo trong năm 2023. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8 năm 2023, xuất khẩu gạo của nước ta đạt 921.443 tấn với kim ngạch hơn 546 triệu đô la Mỹ, tăng 39,5% về lượng so với tháng 7 năm 2023. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt hơn 5,8 triệu tấn, thu về hơn 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,4% về lượng và tăng 35,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Là mặt hàng ghi nhận tăng trưởng đứng thứ hai về sản lượng trong 8 tháng đầu năm. Gạo Việt chủ yếu được xuất khẩu sang các thị trường thuộc Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực, đạt 4,24 triệu tấn, tương đương 2,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 31,4% về lượng, tăng 46,3% trị giá. Tiếp sau là thị trường Trung Quốc, chiếm 13,5% trong tổng lượng, và đứng thứ ba là thị trường Indonesia, đạt 718.000 tấn, trị giá 361,25 triệu đô la Mỹ. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ công bố chương trình trao tặng 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2023-2024 với chủ đề Giữ chọn ước mơ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn luôn xác định kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy lùi nỗi đau do tai nạn giao thông gây ra là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Mục tiêu của chính phủ là không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ đến năm 2045. Mặc dù tai nạn giao thông đã giảm nhiều so với các năm về trước, nhưng theo thống kê, hàng năm vẫn có từ 600 đến 700 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông, nhiều em bị thương tật suốt đời. Và năm nay thì Honda Việt Nam quyết định là sẽ tiếp tục thực hiện cái việc trao tặng mỗi cháu học sinh lớp 1 một mũ bảo hiểm. Và đồng thời thì có một cái điều chỉnh về cái nội dung của cái thông điệp. Làm sao ấy là trong các sự kiện mà trao tặng mũ bảo hiểm, không chỉ có nhà trường, không chỉ có các cơ quan chức năng đến trao tặng Honda trao tặng, mà phải mời cha mẹ của học sinh đến cùng con mình nhận và thực hiện cái gọi là cái động tác là đội mũ bảo hiểm lên trên đầu cho con em mình, và để ghi nhớ một cái khẩu hiệu là đội mũ bảo hiểm, đội mũ cho con là chọn tình cha mẹ. Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 được bắt đầu thực hiện từ năm 2018-2020. Đến nay đã trao tặng hơn 6 triệu mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn cho tất cả các em học sinh lớp 1 trên phạm vi toàn quốc. Thông qua việc trao tặng mũ đã góp phần giáo dục, tuyên truyền, lan tỏa việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho các em học sinh, các bậc cha mẹ và cộng đồng xã hội. Đây cũng là một trong những hoạt động tuyên truyền văn hóa học đường cho học sinh. Honda Việt Nam cam kết đồng hành tích cực cùng chính phủ Việt Nam và sẽ không ngừng tiên phong trong các hoạt động đẩy mạnh giao thông an toàn tại Việt Nam. Honda Việt Nam tin tưởng chương trình tặng mũ bảo hiểm này sẽ góp phần mạnh mẽ hiện thực hóa mục tiêu không còn tử vong do tai nạn giao thông. Tại buổi lễ, các bên đã thống nhất và ký kết biên bản ghi nhớ với các nội dung chính như 100% học sinh lớp 1 trên toàn quốc được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn, tăng cường các hoạt động chia sẻ kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro cho học sinh và phụ huynh học sinh. Thưa quý vị và các bạn, Cục Đường bộ Việt Nam đang đề xuất quy định niên hạn đối với xe tập lái hạng B1, B2, FB không quá 20 năm tính từ năm sản xuất, xe tập lái hạng C, FC, DE, FD và FE có niên hạn tối đa từ 17 đến 25 năm. Xung quanh đề xuất này, nhiều ý kiến khẳng định việc áp niên hạn đối với xe tập lái là cần thiết. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng nên cân nhắc việc áp niên hạn đối với những loại xe này bao nhiêu năm là phù hợp. Ô tô cũ, chất lượng kém, hệ thống vô lăng bị lệch, dễ dàng thay đổi kết cấu để phù hợp cho việc dạy lái. Đây là thực trạng xe tập lái ở một số trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc dùng những xe này cho việc đào tạo sát hạch lái xe sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình thực hành của các học viên. Cái xe tập lái bây giờ người ta đã sử dụng những cái xe quá cũ rồi. Và khi mà những cái xe cũ đấy thì nó đã không đảm bảo về an toàn. Và những cái thước lái trên xe nó cũng bị lệch. Có những cái xe mà ngồi trong xe mà trời mưa nó ướt luôn cả trong xe luôn. Và xi nhan các thứ nó cũng không được còn là chuẩn nữa, lúc mà còn ấn xi nhan không được. Tập lái hay là sát hạch tập lái thì nó cũng phải đảm bảo được cái sự an toàn đối với cả người sử dụng phương tiện. Chính vì vậy thì những cái xe này cũng cần phải có cái niên hạn sử dụng để mà khi cảm thấy là không an toàn nữa thì không nên sử dụng. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực ô tô, xe tập lái càng cần phải được ưu tiên, kiểm soát chất lượng hơn bởi người sử dụng là những học viên chưa thành thạo kỹ năng. Trường hợp điều khiển chưa đúng kỹ thuật thì xử lý trên phương tiện tốt sẽ dễ hơn một phương tiện cũ, không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, niên hạn đối với những xe này là bao lâu thì cần phải tính toán kỹ. Các cái xe đó nó hoạt động như là hoạt động kinh doanh. Nó có thay đổi về kết cấu này để phù hợp với cái việc dạy lái này. Rồi là nó được sử dụng rất là thường xuyên. Cho nên là cái việc mà suy giảm cái chất lượng ấy thì nó sẽ là khá là nhanh so với cái xe gia đình. Cho nên là cái việc quy định về niên hạn ấy thì nên tính đến. Còn cái niên hạn là bao nhiêu ấy thì chúng ta cần có cái sự phân tích, đánh giá và chúng ta mới quyết định cái việc đó. Chúng ta ví người con người lái mới, dạy lái, xe dạy lái giống như một cái dây chuyền
với những cái công nhân người ta vận hành trên một cái dây chuyền một cách chuyên nghiệp thì người ta sẽ không bị đứt gãy. Muốn không đứt gãy thì tất cả các khâu người ta phải chuyên nghiệp, phải phối hợp với nhau nhịp nhàng. Nhưng đây một cái động cơ mà toàn những người mới lên chạy ép số. Đấy, khi mà xe không đạt tốc độ vẫn ép số để chạy thì cái tuổi thọ của máy nó sẽ giảm hơn. Thì tôi cho rằng là cũng phải nên cân nhắc tính toán. Đấy, nhưng mà ở đâu đó thì cũng lên khoảng như 12 năm quay đầu trở lại để làm sao cho nó phù hợp. Lý giải đề xuất này, Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng việc sử dụng ô tô cũ, chất lượng kém trong đào tạo sát hạch lái xe tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn. Quy định niên hạn nhằm giải quyết nguy cơ tiềm ẩn này, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, trên cơ sở tiếp thu ý kiến, Cục sẽ đánh giá cẩn trọng những tác động, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến sâu rộng để xem xét sự cần thiết, sau đó chỉnh sửa, hoàn thiện trình chính phủ ban hành. Quy định cái niên hạn rất là cần thiết để đảm bảo cho cái việc mà lưu thông an toàn. Đưa ra xin ý kiến các bộ ban ngành cũng như ủy ban nhân dân các tỉnh thì để mà mục đích là xin ý kiến đánh giá các cái việc tác động cũng như là cái tác dụng như thế nào thì sau đó thì Cục Đường bộ sẽ trình Bộ Giao thông Vận tải cái phương án tiếp thu rồi giải trình cụ thể trong cái quá trình hoàn thiện cái dự thảo nghị định. Theo tính toán của Cục Đường bộ, số lượng xe hạng B, xe 4 chỗ cần thay thế là rất lớn, chiếm khoảng 40% ở các cơ sở đào tạo lái xe. Trên thực tế, rất nhiều trung tâm đào tạo sát hạch đã chủ động đầu tư thay mới toàn bộ xe để cạnh tranh, thu hút học viên đến học và ngày càng hướng đến chất lượng đào tạo. Nhưng vẫn có những trung tâm sử dụng xe quá cũ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cũng như chất lượng đào tạo. Nên việc siết chặt niên hạn xe tập lái của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn toàn có cơ sở. Trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay có gần 120.000, khoảng 20% thí sinh trúng tuyển nhưng không đăng ký nhập học. Số thí sinh từ bỏ cơ hội học đại học có xu hướng tăng những kỳ tuyển sinh gần đây, phần nào cho thấy giới trẻ đang dần có những định hướng thực tế hơn về con đường lập nghiệp. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, có hơn 660.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Trong số này, chỉ có gần 495.000 em đăng ký nhập học. Như vậy, khoảng 118.000 thí sinh từ bỏ cơ hội học đại học, chiếm tỷ lệ gần 20%. Em đã trúng khoa luật của trường Đại học Hồng Bàng, khoa du lịch của trường Đại học Đại Nam, khoa du lịch của Học viện Phụ nữ. Em đến với trường mình là vì em trúng tuyển trái ngành. Trước đây thì em cũng đã từng xét học bạ trường Học viện Nông nghiệp, Đại học Lâm nghiệp với một số trường khác và cũng đã có giấy báo nhập học về, nhưng mà em vẫn quyết định theo học trường mình và em nghĩ là cái ngành này nó cũng nhiều người chuộng. Theo tính toán, hiện chi phí học nghề trung bình khoảng 10 triệu đồng một năm, học trong 2-3 năm. Còn học phí đại học dự kiến từ 15 tới 50 triệu đồng một năm tùy ngành và trường với thời gian học lên tới 4 năm. Trong khi đó, theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2021, lao động trình độ trung cấp cao đẳng kiếm khoảng 7 triệu đồng một tháng, còn đại học trở lên là 9,2 triệu đồng một tháng, không chênh lệch nhiều. Và tỷ lệ tốt nghiệp trung cấp cao đẳng ra trường kiếm được việc làm đúng với ngành nghề luôn ở mức cao hơn bậc đại học. Do đó, giới trẻ dường như ngày càng thận trọng và có tính toán hợp lý hơn về cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Theo một cái thống kê thì là cơ hội việc làm cho đối với lại các em mà học trường nghề thì có cái tỷ lệ cơ hội việc làm cao hơn. Với các bạn sinh viên thì khi mà lựa chọn trường cao đẳng nghề, trường cao đẳng y tế Đặng Văn Ngữ thì các bạn sẽ có cái thời gian học nó tương đối rất là phù hợp, nó ngắn hơn so với đại học, khoảng 2 năm rưỡi đến 3 năm. Sau khi ra trường thì các bạn sẽ với cái thời gian ngắn như thế, kinh phí đào tạo cũng thấp so với bậc đại học, thì khi mà ra trường các bạn có nhiều cái cơ hội để tiếp cận với việc làm. Và khi mà tiếp cận với việc làm rồi, các bạn có thể vừa làm vừa học nâng cao trình độ. Theo nhiều chuyên gia, để tăng cơ hội tiếp cận nghề nghiệp phù hợp với khả năng và trình độ của học sinh, các trường trung học phổ thông cần nâng cao hơn nữa vai trò của công tác phân luồng, hướng nghiệp để tránh tình trạng đỗ đại học ảo hiện nay. Thực ra thì đại học không phải là con đường duy nhất, nhưng mà cái số các em học sinh mà trúng tuyển đại học mà không nhập học như thế tôi cũng nghĩ là hơi nhiều. Bởi vì tôi thấy là có thể các em có lựa chọn các hướng đi cho mình. Ví dụ có rất nhiều em là đỗ được các cái trường đại học công lập, nhưng các em vẫn quyết định là học ở các cái trường quốc tế, ví dụ như là RMIT hoặc là BUV.
Thì cái đấy là lựa chọn của các em. Thì tuy nhiên thì tôi cũng thấy là đối với trường Trung học phổ thông Việt Đức ấy, thì khi chúng tôi làm cái việc phân luồng và cái hướng nghiệp rất là rõ ràng để các em xác định rõ được là các em thi cái gì, yêu cái gì thì các em hãy lựa chọn cái đấy. Công tác phân luồng, thậm chí bây giờ là chủ trương phân luồng từ sau cấp trung học cơ sở, thì sau trung học phổ thông càng phải phân luồng mạnh hơn. Và như vậy là những em mà tiếp tục học đại học nó phải ở một cái tỷ lệ nó phải vừa phải thôi. Đừng để xảy ra tình trạng là thừa thầy thiếu thợ. Và như vậy có nghĩa là gì? Sau mấy năm học đại học xong rồi cuối cùng anh lại làm những công việc mà chẳng liên quan gì đến anh đào tạo cả, đúng không? Lẽ là những cái công việc ấy là phải nhường cho những người người ta không học đại học. Thế bây giờ cũng coi như là anh tránh mất. Đấy, đơn giản chẳng hạn như Grab chẳng hạn. Như vậy, việc hàng nghìn thí sinh trúng tuyển nhưng từ bỏ đăng ký nhập học không phải là xu hướng mới trong các kỳ tuyển sinh đại học những năm gần đây. Ở góc độ nào đó, điều này cho thấy hiệu quả ngày một rõ ràng hơn trong công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp, hạn chế tình trạng ồ ạt vào đại học với đa dạng các phương thức xét tuyển, nhưng tỷ lệ thất nghiệp sau khi ra trường vẫn ở mức cao. Thông tin từ Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Chu Văn An, quận Tây Hồ, Hà Nội vào ngày hôm nay 25 tháng 9 cho biết, báo cáo từ giáo viên chủ nhiệm và ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 12 văn của nhà trường khẳng định đã trả lại quỹ phụ huynh học kỳ 1 cho từng cha mẹ học sinh. Trước đó có thông tin phản ánh về tình trạng lạm thu quỹ cha mẹ học sinh ở lớp 12 văn trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Cụ thể, ban phụ huynh lớp 12 văn đã thu của mỗi phụ huynh học sinh là 4,5 triệu đồng một học kỳ tiền quỹ học sinh. Nhận được thông tin trên, chiều 23 tháng 9, nhà trường đã làm việc với giáo viên chủ nhiệm lớp và ban đại diện phụ huynh học sinh của lớp 12 văn. Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Chu Văn An đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 12 văn trả lại toàn bộ khoản thu này cho từng phụ huynh học sinh, hoàn thành trước 12 giờ ngày 24 tháng 9. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa đấu tranh triệt xóa thành công chuyên án với nhiều đối tượng hoạt động tổ chức cá độ bóng đá và tín dụng đen. Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhóm đối tượng hoạt động tổ chức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng phục vụ cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá. Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 19 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự tổ chức lực lượng triệt xóa chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng. Trong đó Đoàn Văn Nhật Lâm, sinh năm 1988, trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, giữ vai trò cầm đầu, tổ chức cho nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn cá độ bóng đá. Bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng cá độ bóng đá từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9 là hơn 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khi các con bạc hết tiền cá cược thì được hai đối tượng Nguyễn Văn Thống, sinh năm 1993 và Nguyễn Hồ Vũ, sinh năm 1989, cùng trú thành phố Hội An cho vay nóng với lãi suất từ 120 đến 180% một năm để tiếp tục tham gia cá độ bóng đá. Ngoài cho con bạc vay, hai đối tượng này còn cho nhiều người khác vay với lãi suất cao, thu lợi bất chính 250 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau 4 ngày ghi nhận vụ việc tài khoản Facebook Võ Quốc có những phát ngôn xúc phạm báo chí và nghề báo, cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực vào cuộc để xử lý. Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mời ông Võ Đình Quốc, chủ tài khoản, lên làm việc để xác định rõ vụ việc liên quan đến các phát ngôn trên mạng xã hội và tiến hành các bước tiếp theo quy định. Trước đó, tối 21 tháng 9, tài khoản Facebook Võ Quốc khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng nhiều phát ngôn thiếu chuẩn mực, xúc phạm giới báo chí. Đến trưa 22 tháng 9, chủ tài khoản này đăng bài giải thích do tài khoản bị hack và xóa bài viết cũ. Tuy nhiên, cộng đồng mạng chỉ ra việc bị hack và lấy lại tài khoản trong thời gian ngắn là vô lý. Sau đó, tài khoản này tiếp tục xóa bài xin lỗi. Liên quan đến vụ việc này, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời gửi văn bản đề nghị xác minh, xử lý hành vi xúc phạm uy tín nhà báo, nghề báo của tài khoản Facebook Võ Quốc. Bên cạnh đó, Sở Thông tin Truyền thông cũng tổng hợp thông tin, báo cáo Cục Báo chí, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin Truyền thông để phối hợp xử lý. Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tìm hai nghi can dùng súng cướp tiệm vàng ở thành phố Cam Ranh. Theo đó, qua truy xét, hai đối tượng cướp tiệm vàng Kim Khoa không phải đôi nam nữ mà đều là nam giới, độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m65. Đặc điểm nhận dạng cụ thể như sau: đối tượng thứ nhất có dáng người mập, mặc áo thun dài tay màu xám, quần thun dài màu đen có sọc màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu đen. Đối tượng này có khả năng đội tóc giả, đeo khẩu trang, mang ba lô màu đỏ đen,
trên tay cầm một khẩu súng và trực tiếp dùng búa đập tủ kính lấy nhẫn vàng. Kẻ này cầm lái xe máy tẩu thoát sau khi thực hiện hành vi cướp. Đối tượng thứ hai có dáng người ốm, mặc áo sơ mi dài tay màu trắng xám, quần jean màu xanh, giày màu đen, đội mũ bảo hiểm dạng nón sơn màu đen, có khả năng đội tóc giả. Đối tượng này hai tay cầm hai khẩu súng, vào trong quầy lấy hộp đựng tiền. Về phương tiện, hai đối tượng đi xe máy hiệu Sirius màu đỏ cam, mầm đúc, có một bên kính chiếu hậu bên trái. Sau khi gây án, hai đối tượng sử dụng phương tiện trên tẩu thoát về hướng tỉnh Ninh Thuận. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị tất cả mọi người khi thấy đối tượng nêu trên thì thông báo ngay cơ quan công an gần nhất. Công an tỉnh Khánh Hòa địa chỉ số 80, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang hoặc gọi số điện thoại 0935 867 676, điều tra viên Nguyễn Quốc Bình. Trong phần tiếp theo của chương trình, chính phủ Mỹ đang tiến gần tới nguy cơ bị đóng cửa. Lễ hội âm nhạc từ thiện công dân toàn cầu thu hút hàng chục nghìn khán giả trên khắp thế giới. Thưa quý vị và các bạn, viễn cảnh chính phủ Mỹ bị đóng cửa đang rất gần trong bối cảnh các nhà lập pháp nước này khó đạt được thỏa thuận ngân sách trước cuối tuần này. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thúc giục các nghị sĩ có những bước đi tức thì nhằm ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa sau hạn chót 30 tháng 9, cảnh báo nếu không điều này có thể gây ra tổn hại cho nhiều lĩnh vực quan trọng. Nếu Quốc hội phải đóng cửa trước hạn chót 30 tháng 9, một số bộ phận của chính phủ liên bang sẽ phải đóng cửa bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Nếu chính phủ đóng cửa, điều đó có nghĩa là các thành viên Quốc hội, quân nhân Mỹ sẽ phải tiếp tục làm việc và không được trả lương. Việc chính phủ đóng cửa có thể ảnh hưởng đến mọi thứ, từ an toàn thực phẩm đến nghiên cứu ung thư hay các chương trình dành cho trẻ em. Cấp ngân sách cho chính phủ là một trong những trách nhiệm cơ bản của Quốc hội, và đã đến lúc Đảng Cộng Hòa cần bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mà nước Mỹ đã bầu để họ làm điều đó. Bế tắc ngân sách lần này được cho là xuất phát chủ yếu từ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Đảng Cộng Hòa về vấn đề thuế và chi tiêu. Trong đó có gói viện trợ 24 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, không chỉ ảnh hưởng đến việc làm của nhân viên liên bang. Viễn cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa còn có thể có tác động sâu rộng đến các dịch vụ công của chính phủ, cũng như gây thiệt hại cho thị trường tài chính. Bộ phụ trách vấn đề trang thiết bị Maroc hôm qua cho biết các tuyến đường chính bị ảnh hưởng bởi trận động đất tại vùng Al-Haout, miền trung Maroc đã được thông xe lại hoàn toàn, trong khi tỷ lệ thông xe các tuyến đường nhánh cũng đạt hơn 90%. Liên quan tới công tác tái thiết sau động đất, Thủ tướng Maroc cho biết chính phủ đang nỗ lực đẩy nhanh các biện pháp liên quan đến quản lý khủng hoảng. Chính quyền sẽ triển khai các chương trình phát triển mới tại các khu vực bị ảnh hưởng, theo chỉ thị của quốc vương Maroc Mohamed VI. Ngoài ra, Bộ Kinh tế và Tài chính Maroc cũng tuyên bố sẽ thành lập một cơ quan để giám sát chương trình tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất với số tiền lên đến 12 tỷ đô la Mỹ đã được phân bổ trong thời gian 5 năm. Trong bối cảnh tương tự, các quan chức của thành phố Marrakech cho biết tất cả những ngôi nhà bị hư hại bởi động đất sẽ bị phá bỏ hoàn toàn và những ngôi nhà mới sẽ được xây dựng lại. Vấn đề người di cư đang nóng ở cả châu Âu và Mỹ và trở thành vấn đề gây ra những bất đồng và chia rẽ lớn nhất tại các quốc gia. 9.000 người di cư dồn vào El Paso chỉ trong ngày 23 tháng 9, đẩy thành phố vùng biên bang Texas nước Mỹ đến điểm đứt gãy, gây căng thẳng về nguồn lực và lấp đầy những nơi ở tạm. Thành phố El Paso không còn nhiều nguồn lực và hiện tại chúng tôi đã đi đến điểm mà chúng tôi coi là không thể chống chịu. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Mexico Alicia Bárcena đã kêu gọi quốc tế cùng chung tay giải quyết tận gốc vấn nạn di cư ồ ạt. Hiện tượng nhập cư chưa từng có là mối lo ngại đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế và tất cả mọi người nói chung. Đó là lý do tại sao Mexico khẩn trương nhấn mạnh vào việc giải quyết các mối quan ngại sâu sắc của vấn đề nhập cư. Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc hỗ trợ các quốc gia gốc để thể hiện sự sẵn sàng và cung cấp nguồn lực cho việc này. Vấn đề di cư cũng đang làm Liên minh châu Âu đau đầu khi các thành viên tranh cãi về sự công bằng trong việc tiếp nhận. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell cảnh báo sự chia rẽ lớn trong EU trong vấn đề di cư có thể dẫn đến sự giải thể của khối. Trong khi các nhà lãnh đạo thế giới có mặt tại thủ đô New York, Mỹ để tham dự các phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, một lễ hội âm nhạc từ thiện lớn mang tên Lễ hội Công dân Toàn cầu năm 2023 cũng được tổ chức tại thành phố New York, thu hút 60.000 khán giả trực tiếp và trực tuyến trên khắp thế giới. Năm nay, sân khấu chính của Lễ hội Công dân Toàn cầu tổ chức tại Central Park quy tụ hàng trăm người nổi tiếng trên khắp thế giới, bao gồm các chính trị gia, diễn viên, ngôi sao âm nhạc đình đám,
như nghệ sĩ hip hop và R&B huyền thoại Lauryn Hill, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Charlize Theron và Anita, danh ca Brazil đầu tiên giành giải thưởng nghệ sĩ toàn cầu khu vực Mỹ Latin. Đặc biệt là sự tham gia của Jungkook, thành viên trẻ tuổi nhất của ban nhạc đình đám Hàn Quốc BTS. Từ Nam Phi đến Mỹ, chúng tôi vẫn đang chiến đấu trong cuộc chiến để được đối xử bình đẳng với nam giới như những con người bình đẳng. Nếu làm việc cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi. Chúng ta ở đây hôm nay vì một lý do rất quan trọng. Rừng Amazon rất quan trọng đối với hành tinh của chúng ta. Đây là chìa khóa để chống lại biến đổi khí hậu. Chúng ta phải hỗ trợ và đầu tư cho các cộng đồng bản địa đang làm việc để bảo vệ Amazon, để tất cả chúng ta đều có một hành tinh khỏe mạnh hơn để sinh sống. Lễ hội Công dân Toàn cầu là lễ hội âm nhạc thường niên quy mô lớn do Dự án Giảm nghèo Toàn cầu tổ chức từ năm 2012 với mục đích tăng cường nhận thức cho công chúng, kêu gọi các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới tập trung giải quyết các vấn đề khủng hoảng khí hậu, công bằng cho phụ nữ, trẻ em gái và tình trạng đói nghèo trên toàn cầu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, từ nay đến ngày 27 tháng 9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trung tâm khuyến cáo các địa phương đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, gây ra ngập úng tại các khu đô thị. Và sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước. Và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết đêm 25 tháng 9 và ngày 26 tháng 9 năm 2023. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, riêng khu vực ven biển và đồng bằng đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa to đến rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Riêng vùng ven biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ, nhiều mây có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.